Trong cái buổi tranh luận tối hôm qua giữa ông Pence và bà Harris thì cũng hai người này cũng đưa ra những cái vấn đề cũng rất là khó chịu cho nhau. Thì ngay ở cái phần chủ đề và đầu tiên thì họ nói về cái vấn đề mà dịch bệnh coronavirus. Bà Harris bà ta đã có những lời công kích cho rằng người dân Hoa Kỳ vừa qua họ đã chứng kiến một cái chính quyền làm việc rất là thất bại. Tuy nhiên thì tôi không nghĩ bà không có cho ra cái lý do thất bại về cái phần nào. Hiện nay thì quý vị thấy stock market nó vẫn cao như thường, không có gì mà quá là xuống. Và bà nói rằng là cái chính quyền làm việc tệ nhất trong cái lịch sử của nước Mỹ, bà nói như vậy đó, thưa quý vị. Trong khi đó thì ông Pence thì ông ta đã chỉ trích về cái sự việc mà đạo văn của ông Joe Biden bên đảng Dân Chủ, tại vì ông Pence ông nói rằng là bên đảng Dân Chủ họ vừa trôn một cái ý tưởng, họ ăn cắp cái ý tưởng của đảng Cộng Hòa. Thì ông nói rằng là cái vấn đề này liên quan đến vi khuẩn Vũ Hán, tại vì bà Harris bà đã nhắc đến. Thì họ nói bên đảng Dân Chủ ăn cắp cái chiến dịch mà để mà chống đối đến vi khuẩn Vũ Hán của bên đảng Dân Chủ. Tuy nhiên thì bà Harris bà đổ lỗi cho chính quyền ông Trump đã che giấu cái cơn dịch bệnh này, và chính phủ của ông Trump đã xuyên tạc, họ nói rằng virus này là một cái trò lừa bịp. Thì đến nay thì chúng ta nghĩ rằng đúng là một cái trò lừa bịp, tại vì có nhiều cái bằng chứng cho thấy rằng vi khuẩn Vũ Hán này nó được xuất phát từ một cái phòng thí nghiệm ở bên tàu, thưa quý vị. Và bà nói rằng là tại sao xin lỗi quý vị, ông Joe Biden đóng này tại sao lại không trách cứ Trung Cộng là cái nguyên nhân chính, là cái nơi mà nó xuất phát cái vi khuẩn này, mà tại sao lại trách cứ chính phủ của Tổng thống Donald Trump và bản thân ông Trump, thì cái điều đó là nó không có chính xác. Và ông Pence ông cũng nói thêm rằng đã có hàng chục liệu thuốc vaccine đã được đưa ra ngay từ lúc đầu trước cái thời điểm kết thúc năm nay. Thì đây là một trong những cái mà những cái sự việc mà chính phủ Donald Trump đã làm được trong một cái thời gian kỷ lục, thưa quý vị. Thì đó là chứng minh rằng là chính phủ ông Trump họ không có làm một cái điều gì mà trì hoãn hoặc là che giấu đối với cái đại dịch vi khuẩn Vũ Hán cho người dân Hoa Kỳ. Và nhắc đến cái vấn đề vaccine thì bà người điều hành chương trình bà Susan Page thì bà hỏi bà Harris rằng là liệu rằng nếu mà chính phủ họ có một cái liều thuốc vaccine được cho người dân uống thì bà Harris có uống hay không? Thì bà trả lời rằng nếu mà ông Fauci chứng minh chấp nhận cái thuốc này là an toàn để mà uống thì bà sẽ uống. Nhưng mà nếu ông Trump hoặc là chính phủ ông Trump nói rằng thuốc này uống thì bà sẽ không uống. Tức là bà không tin những gì ông Trump làm nhưng mà bà tin những gì ông Fauci nói. Thì quý vị cũng rõ ông Fauci cũng là một người bên đảng Dân Chủ. Họ cũng có cùng cái sự suy nghĩ với nhau. Và bà Harris bà nhấn mạnh, bà nói rằng là bà hoàn toàn bà không có tin tưởng vào một cái loại thuốc vaccine nào nếu mà cái nguồn của nó sản xuất mà không đáng tin cậy. Ý bà nói rằng những cái loại thuốc vaccine mà Tổng thống Donald Trump đã chấp thuận để mà cho phát triển và cho người dân uống trong tương lai. Bên cạnh đó thì ông Mike Pence ông quay trở ngược lại với cái chủ đề này. Ông nói với bà rằng sự việc mà bên đảng Dân Chủ họ không ngừng nghỉ để mà làm suy yếu cái niềm tin vào thuốc vaccine do chính phủ Donald Trump cố gắng thực hiện trong thời gian vừa qua và sắp sửa được đưa ra cho thị trường mọi người sử dụng miễn phí, thưa quý vị, miễn phí. Đó là một điều rất rất là vô lương tâm mà bên đảng Dân Chủ họ vẫn làm trong bấy lâu nay, một sự việc vô lương tâm. Họ đã tiêu diệt cái hy vọng của người dân Hoa Kỳ và họ đã nuôi cái sự căm thù, những cái sự tiêu cực, những cái điều tăm tối như là những cái sự bạo loạn xảy ra trong xã hội của chúng ta trong những tháng vừa qua, và họ đã tạo ra một cái sự chia rẽ trong giai cấp, trong khi chính miệng của họ là những người kêu gọi cái sự đoàn kết dân chủ. Và ông Pence ông nói rằng mấy người đừng có chơi cái trò chính trị nữa trên cái mạng sống của người dân Hoa Kỳ, và thực tế rằng là trong tương lai chúng ta sẽ rất là sớm có thuốc vaccine để mà chống lại với vi khuẩn Vũ Hán. Và trong lúc đang tranh luận về những cái chủ đề dịch bệnh vi khuẩn thì bà Harris bất ngờ
bà ta lại hỏi về cái vấn đề thuế của ông Trump, như chúng tôi lúc nãy có nhắc đến rằng là chỉ có, tại sao ông Trump chỉ có trả có 750 đô la tiền thuế. Thì thưa quý vị phải hiểu rằng ông Trump là một một người developer chuyên xây dựng, và ông ta có rất nhiều những cái contract giao kèo làm ăn với chính phủ. Thì ông ta được những cái tiền khấu trừ khi mà đi khai thuế, cũng giống như tất cả người dân chúng ta, năm nào đi khai thuế cũng được khấu trừ một số tiền nào đó, chuyện bình thường ai cũng hiểu. Thì ông ta đã trả đến khoảng 17 triệu rưỡi tiền thuế khấu trừ đi, và cái số tiền ông còn thiếu lại là 750 đô la thì ông trả bằng tiền mặt 750 đô la. Cho nên khi mà bà Kamala Harris bà nói rằng là tại sao ông Trump trả 750 đô la tiền thuế, đó là bà coi thường người dân Hoa Kỳ của chúng ta không biết cái gì cả. Bà nói như vậy là một cái lời nói hoàn toàn vô lý, thưa quý vị, không thể mà chấp nhận được. Và ông Pence ông trả lời rằng là ông Trump là một người doanh nhân, ông ta đã trả hàng chục triệu Mỹ kim tiền thuế hàng năm, tại vì ông ta làm ăn rất là nhiều nơi, rất bắt buộc ông ta phải trừ thuế. Và chúng ta có thể thấy được rằng là ông Pence ông ta đã thắng được trong cuộc tranh luận ngày hôm qua, khi mà ông nhắc đến sự việc ông Joe Biden nói rằng nếu mà ông ta trở thành tổng thống thì cái việc đầu tiên trước nhất ông ta sẽ tăng thuế. Đúng rồi. Sẽ tăng thuế, thưa quý vị. Có ai muốn là tăng thuế không? Không ai muốn cái điều đó đâu cả. Mà ông ta khẳng định cái điều đó, và ai cũng biết rằng bên Đảng Dân Chủ họ phải tăng thuế để họ lấy tiền để họ chi trả cho những cái dịch vụ của họ, ngồi không đi làm mà chính phủ nuôi hết mà, thưa quý vị, cho nên phải tăng thuế thôi, bắt buộc. Và cái điều này khiến cho ông Pence ông có cái cơ hội ông nói với người dân Hoa Kỳ rằng là đó, rõ ràng ông Joe Biden ông ta sẽ bảo đảm với quý vị đó sẽ tăng thuế. Và ngoài ra ông nhắc đến cái vấn đề mà cái thỏa thuận xanh đó, thưa quý vị, thì bà Harris này là một người mà ủng hộ viết lên cái đạo luật này, trong khi đó ông Biden trong cái cuộc tranh luận thì ông ta đã phản đối. Hai người cùng một team với nhau, một người tổng thống một người phó tổng thống tranh cử, thì một người chống một người lại ủng hộ. Thì quý vị thấy cái sự mâu thuẫn ở trong họ là nó là như là múa rối vậy đó. Và bà Kamala Harris thì bà phản pháo lại, bà nói rằng là ông Joe Biden ông chỉ có đề nghị tăng thuế cho những người nào mà làm trên 400.000 Mỹ kim mà thôi, những người giàu mà thôi, tức là họ sử dụng cái đạo luật mà lấy người giàu cho người nghèo của cộng sản đó, thưa quý vị. Chỉ đó, cộng sản là vậy, cứ lấy tiền người giàu cho người nghèo. Điều này tuy nhiên thì bà cũng nên nhắc đến ngay từ đầu, nhưng mà có lẽ bà quên, thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng là bà quên tại vì có lý do, những cái đạo luật của họ đưa ra lúc nào cũng là một cái bánh vẽ rất là đẹp, nhưng mà đằng sau đó là cả một cái âm mưu đen tối gì đó, họ dùng chữ nghĩa để họ che hết cho mọi người không có thể hiểu được. Và tiếp tục thì bà Harris bà tấn công bên chính phủ ông Trump rằng là đã phá vỡ cái đạo luật Obamacare. Đạo luật này giúp khoảng đến 20 triệu người có được một cái bảo hiểm sức khỏe. Tuy nhiên thì ông Pence nói rằng không, chúng tôi không có bỏ cái chuyện này. Cái chính sách mới của chúng tôi cũng sẽ vẫn giúp đỡ những người nào đang có bệnh tiếp tục vẫn có bảo hiểm, chứ không phải là đang có bệnh chúng tôi không nhận bảo hiểm. Tuy nhiên những cái gì mà vô bổ ích trong cái đạo luật Obamacare chúng tôi sẽ dẹp hết, và chúng tôi chỉ làm những cái điều gì mà có ích mà thôi, và nó đỡ tốn tiền cho người dân, nó dễ dãi cho người dân sử dụng. Chúng tôi dẹp luôn cái cơ quan đứng giữa làm người trung gian để mà tốn tiền, để mà nuôi cái cơ quan đó. Chúng tôi chỉ cho người bệnh nhân và người bác sĩ làm việc thẳng với nhau, tại vì họ hiểu nhau nhất, và người bệnh nhân có quyền được chọn lựa người bác sĩ nào tôi thích, người nào mà phục vụ cho tôi tốt nhất. Tại sao chính phủ lại nhúng tay vào cái chuyện đó của chúng tôi, sức khỏe của chúng tôi? Thì rõ ràng bà Harris lại thua nữa, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì nói về cái chính sách đối ngoại thì hai người ông Pence ông nóng lên ngay, tại vì bà Harris bà trách cứ rằng là chính phủ ông Trump và chính miệng ông Trump đã nói về những người mà binh sĩ bị tử vong ngoài chiến trường. Thì bà nói rằng là ông Trump nói rằng là những người binh sĩ đã tử vong thì có lợi ích gì đâu. Thì ông Pence ông nóng mặt lên ngay, tại vì con trai của ông Pence là một người đại úy thủy quân lục chiến, một người đi lính, thưa quý vị. Và quý vị đã biết rằng là chính phủ Donald Trump họ ủng hộ binh sĩ, binh lính quân đội Hoa Kỳ như thế nào rồi. Cho nên ông Pence ông nóng ngay tức thì, và ông phản bác lại ngay tức thì. Ông nói rằng là trong khi đó ông Joe Biden đứng diễn thuyết trước mặt quân đội Hoa Kỳ và
nói những người lính là những người stupid bastard. Thì quý vị nghĩ sao? Stupid bastard, một cái chữ chửi rất là thậm tệ, rất là nặng. Thì những cái điều đó đã cho ông Pence được lấy rất là nhiều điểm tối hôm qua, phải không anh? Đúng rồi, coi như là đưa ra bất cứ một cái chiêu nào thì ông Pence cũng thắng hết. Chúng ta có thể check lại, đúng là Vĩnh Lộc mới check lại nó từng điểm đó quý vị thấy không? Từ cái mới đầu là virus, rồi qua thuế má, rồi qua chính sách đối ngoại vân vân. Tất cả thì đều thấy là ông Pence, ông trên cơ. Nhưng mà mình thấy ngay cái này, thì chúng tôi nhớ đúng là cái điểm là cái âm mưu của bà ấy là bà ấy muốn gây một cái sự sợ hãi. Bà ấy nói là những cái thuốc chủng không có an toàn vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng Tổng thống Trump đã nhập viện và ông làm một cái message luôn, ông ta chứng minh luôn đó. Bây giờ với khi tôi vô bệnh viện tôi được chữa những cái thuốc đó đó, có những cái một cách để chứng minh luôn là những cái thuốc chủng này đã chữa khỏi bệnh cho tôi, và bây giờ trong tương lai sẽ đem ra để áp dụng cho tất cả nhân dân, cho tất cả mọi người. Thì cái chuyện đó mình thấy rõ ràng. Nhưng mà cho nên ông Pence đã phải phản bác là bà đừng có gây cái sự cái nỗi kinh hoàng, làm như là bây giờ chúng ta vẫn chưa có cái cách để chữa con vi khuẩn này, trong khi Tổng thống Trump là một cái minh chứng rõ ràng khi ông ta vô với cái remdesivir rồi steroid vân vân. Và hiện bây giờ chúng ta có tới 5 công ty, quý vị nhớ nha, 5 công ty đang sản xuất vaccine. Cho nên chắc chắn là cái chuyện nó sẽ, những ngày sắp tới sẽ, mọi chuyện sẽ yên ổn thôi. Nhưng mà hôm qua thì khi mà thì chúng ta cũng hiểu là bà muốn tấn công tối đa thì bà cái nhấn mạnh cái chuyện đó. Nhưng mà ông Mike Pence đã trả lời rất điềm đạm và rất là đúng cái chủ đề và gây được cái thuyết phục. Thì chúng ta thấy rõ ràng.